tôi có một cái buổi trình chiếu để giới thiệu cho các bạn về những cái phương pháp tự nhiên để cải thiện sức khỏe và đạt đến hạnh phúc. Có một số người chỉ là muốn tìm đến cái sự cải thiện sức khỏe, nhưng còn một số người thì là muốn tìm đến cái sự tìm đến hạnh phúc. Thế thì trước tiên thì chúng ta cần nói qua là chúng ta đang sống trong thời đại như nào ạ? Có lẽ chúng ta đang sống trong một thời đại mà tồi tệ chưa từng có, phải không? Không chỉ ở nước ta mà còn trên toàn thế giới, nhưng có lẽ cái tình trạng ở Việt Nam thì nó ở cái mức mà không thể tồi tệ hơn được nữa, không ạ? Cụ thể là chúng ta thậm chí còn tồi tệ hơn cả mấy nước châu Phi mà các bạn hay xem phim thấy ruồi nhạc nó bâu đầy mặt trẻ em chết đói. Thì ở đây, ở đó cũng không có tình trạng quá tải bệnh viện như ở Việt Nam này cả. Các bạn có thể không cần, nếu như ai đã từng mà có nhiều việc phải làm quen bệnh viện, phải không? Phải hay đi đến bệnh viện thì chắc không lạ gì cái cảnh này, phải không? Cái cảnh này nó không xứng đáng với một cái dân tộc mà lúc nào cũng vỗ ngực là dân tộc văn minh và sống trong thế kỷ gọi là thế kỷ 21 mà. Liệu có ở đâu trên thế giới mà nằm chen chúc 4-5 người trên cái giường như này không? Thế thì qua những hình ảnh này tôi muốn nói với bạn ngoài một cái thông điệp là thực tế nó là như thế, tôi còn muốn nói với bạn là các bạn đầu tiên khả năng tối thiểu nhất của cái sự suy xét là phải biết suy xét, là hãy đừng nghe người ta nói mà hãy xem người ta làm. Tất cả mọi điều thì không thể được chứng minh một lời nói mà phải chứng minh bằng kết quả và việc làm đó. Thì đây, nếu như ai đó còn bảo là tôi vẫn xử lý tốt với tình trạng bệnh tật của dân tộc thì họ sẽ nói như thế nào về chuyện này? Họ có thể khoe đủ mọi thứ thành tích nhưng mà không thể chấp nhận được, không? Không thể nào trong thế kỷ 21 ở một đất nước coi như là được coi là tiến tiến văn minh và đang phát triển thì có thể những cảnh này. Còn đây là bệnh viện ung bướu của trẻ con. Có ở đâu mà các bạn thấy là cả một gia đình sinh hoạt ở dưới gầm giường này không? Không có chỗ. Mà những đứa trẻ này, rồi tôi sẽ nói sau các bạn, những đứa trẻ này không đáng chết. Thậm chí chúng nó còn rất đáng sống nhưng mà người ta đã làm cho nó phải chết. Nhưng cái đấy là thuộc về khía cạnh sau. Tại sao đứa trẻ này lại bị đóng trong một cái mác là ung thư máu như thế, không? Các loại ung thư trẻ con đấy, ung thư, không? Nó đã sống bậy bạ sai lầm gì đâu, không? Thế nhưng mà nó vẫn bị. Thì cái đấy, chuyện đấy dẫn sau. Chúng ta chỉ cần biết làm quen với cái cảnh gầm giường chiếu đất này thôi, không? Ở đâu mà đất nước mà lại bên cạnh toilet mà người ta truyền dịch, không? Người ta truyền thuốc, truyền dịch. Ở đâu mà trên các bậc chiếu nghỉ ở cầu thang người ta nằm lăn lóc, không? Ở đâu mà truyền dịch đứa bé là đang nằm trong hành lang ẩm mốc bẩn thỉu, không? Đang được truyền và nằm thiêm thiếp sắp chết rồi, không? Thế nhưng mà khổ mấy đứa trẻ con này, nó vô tư lắm, nó không biết gì đâu, nó vẫn cười đùa bình cợm, không? Chúng ta vẫn hay nói trẻ em hôm nay thế giới ngày mai, nhưng mà trẻ em hôm nay như thế hết. Thế thì làm sao mà cái thế giới ngày mai chúng ta đoán được ngay, không? Thậm chí mà người ta, đất nước Việt Nam vốn đã quen với việc là phải làm những cái việc là trưng ra những cái gì đẹp nhất, phải không? Và giấu những cái gì xấu xa nhất cũng không giải quyết nổi khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến những cái bệnh viện này thì không bứt dẹp những bệnh nhân đi đâu. Và thế là đành chịu và để họ nằm lại. Mất mặt thì mất mặt. Và các ông bố bà mẹ chui từ dưới gầm giường lên bắt tay Bộ trưởng Bộ Y tế. Không dẹp nổi, phải không? Mặc dù muốn giữ thể diện nào. Đất nước là bệnh viện lớn. Bệnh nhân tim mạch quá nhiều không thống kê nổi. Các bạn có tin không? Ngay cả các bạn trong đám này cũng đang bị tim mạch. Hoặc là chúng ta cố lờ đi để không muốn quan tâm chuyện đấy. Thực ra đều tim mạch. Ai đó chẳng cao huyết áp, ai đó chẳng có những cơn tức ngực đau tim, đúng không? Bệnh lý hệ thần kinh thì hầu như ai bị ở mức độ thể hiện khác nhau. Ho hen thì khắp cả dân tộc đều bị, vâng. Ho hen khó thở, rồi khò khè, rồi ho, rồi phế quản hen. Tiểu đường đứng trong top đầu thế giới và đang tăng trưởng như vũ bão. Đó là những thành tích rất là đáng nể, vâng. Suy thận gần như không có đối thủ trên toàn cầu, vâng. Liệu dân chúng ai không gặp vấn đề hệ tiêu hóa xương khớp, vâng, không? Các bạn đã bao giờ chịu cơn đau dạ dày chưa? Các bạn đã bao giờ bị nhức xương, nhức cốt chưa? Hầu như ai cũng bị, tôi có thể nói là 99%. 100% dân số không cảm thấy mình khỏe mạnh. Ho hen, mệt mỏi, ốm đau, mắt mờ là chuyện thường. Các cơ quan chức năng suy yếu, thoái hóa, nhiễm độc, viêm nhiễm, đóng cặn thì cả già lẫn trẻ đều coi là chuyện thường. Chớ trêu thế. Thậm chí những người bạn của tôi cũng nếu có bị sao, người thì hút này, người thì thoái hóa đốt sống này, người thoát vị đĩa đệm, người huyết áp cao. Và ai nói một câu, 44 tuổi chứ mấy, chứ có ít đâu, ai cũng coi chuyện bình thường, đúng không?
Trong khi đó theo tôi nghĩ thì cái tuổi đó là cái tuổi coi như thăng hoa nhất, phải không? Tuổi đó là tuổi đẹp nhất trong cuộc đời, khoảng giữa 40-50 đẹp nhất, phải không? Thì họ đã bảo ôi dồi ôi, chúng ta cũng đã hơn 40 rồi, tất yếu là phải bị, phải không? Nhiều bệnh đặc trưng cái tuổi già này mang khuôn mặt trẻ thơ đó là những cái bệnh như suy thận, tiểu đường, tim mạch và xơ vữa động mạch. Những bệnh lạ không hiểu nổi xuất hiện ngày càng nhiều và những bệnh khủng khiếp chưa từng thấy được ghi nhận. Đại dịch mang tên suy thận. Chúng ta có khoảng 10% dân số bị suy thận. 10%. Mà nên nhớ là 10% khi xếp vào trong một cái nhóm của người lớn thì nó sẽ thành là 20%. Bởi vì trẻ con thì ta cũng tính vào đám đấy rồi, bé thì làm sao suy thận được. Nhưng khi mà xếp cái 10% của cả đất nước thì vào một cái nhóm mà tuổi trưởng thành thì nó sẽ tăng vọt lên thành 20%. Mà ai lại cứ 5 người một người suy thận, làm cái gì thế? Bệnh thì trên trời rơi xuống à? Tại sao cái thế xã hội này nó quen với việc là ai cho rằng là bệnh là do số và nó từ trên trời rơi xuống, đúng không? Và rất nhiều người bệnh nghèo mức không có tiền và cuối cùng chỉ có cách là gì? Là gieo mình xuống tự tử, đúng không? Bệnh quan thận bệnh viện Bạch Mai hầu như năm nào cũng có vài người nhảy lầu hết, đúng không? Bởi vì chạy thận mãi lấy tiền đâu ra, đúng không? Bán mấy đá bán được ít thóc làm sao mà đủ tiền chạy thận được? Mà lại khổ nỗi là thế giới thì người ta già mới suy thận thì mình lại chạy thận từ lúc còn trẻ, đúng không? Rất nhiều bệnh nhân trẻ chạy thận, tôi còn đọc báo thấy những người là giáo viên thể dục thể thao trường đại học thì bị suy thận thì còn nói làm cái gì nữa, vận động viên, giáo viên thể dục thể thao. Và bây giờ đang đặt ông anh trước một cái bài toán hóc búa, tức là đang muốn xin một quả thận của ông anh. Thực ra có ai muốn đâu, đúng không? Ông anh nào muốn, mặc dù thương em lắm nhưng mà mất quả thận của mình rồi mình sẽ ra sao đây, phải không? Tức là báo đấy đang nói chuyện là ông anh có vẻ muốn xin ông anh quả thận và xin xã hội chu cấp và quyên góp thêm ít tiền để làm cái phẫu thuật đấy, đâu như khoảng 1 tỷ thôi sao? Số mắc đái tháo đường tăng vọt vừa ăn thừa thịt, vâng. Đây là chính thức là Bộ Y tế đã công bố, nhưng công bố rất khẽ bởi vì có một cơ nhạy cảm là vì bữa ăn thừa thịt. Bộ Y tế biết chắc nhưng mà chỉ dám công bố rất khẽ thôi, bởi vì nếu mà công bố nhiều như thế thì loạn hết lên, phải không? Siêu thị vắng hoe, phải không? Không ai mua, chợ búa vắng hoe, không ai ăn thịt cả. Thế thì Việt Nam hiện giờ là quán quân của thế giới về tăng đái tháo đường, phải không? Mà dự báo là 9 triệu người vào năm 2025, tất cả những cái chuyện đấy đều là dự báo hết và thấp hơn con số thực tế, phải không? 6% dân số tiểu đường, các bạn cũng thể thấy là kinh khủng, phải không? Và nếu thu gọn lại cái nhóm của người trưởng thành thì số ấy tăng phần trăm còn rất nhiều. Bây giờ 50 tuổi, thậm chí vài trăm tuổi mắc bệnh này, bệnh thì trên trời rơi xuống à, các bạn có nghĩ từ trên trời rơi xuống không? Làm gì tự dưng một đứa bé tại sao bị tiểu đường, phải không? Thực tế số người chết trong bệnh này tương đương số người tử vong do HIV. Nhưng mà chúng ta lại cứ lúc nào cũng thổi phồng lên cái HIV, phải không? Trong khi đó bỏ qua những cái bệnh này, phải không? Và chỉ một vết rất nhỏ bàn chân cũng trở thành vết rách nặng và cuối cùng dẫn đến cưa chân. Và cưa chân xong thì 60% 5 năm sau chỉ vẫn chết, phải không? Sau đấy là còn mù lòa tỉ lệ. Mù lòa là 40% của những người tiểu đường. Đấy, chúng ta quả thật đang sống trong một cái địa ngục trần gian mà chúng ta thấy ai cũng lạc quan tếu, ai cũng nhởn nhơ, và nghĩ chúng ta là đang sống trong hạnh phúc, là sống trong xã hội hạnh phúc tươi đẹp quá. Nhưng mà nhìn xung quanh các bạn thấy những cảnh địa ngục này, có lẽ thôi cái slide này có lẽ chưa nói hết được quá. Thực ra thực tế thì có lẽ tồi tệ hơn nhiều. Bất lực của y tế. Tất cả những cái bệnh vừa được nhắc tới, nói qua đấy thôi, là các bệnh thoái hóa nói chung mà không chữa được theo quan điểm chính thức của y học. Chẳng hạn như là Hiệp hội Tiểu đường của Mỹ tuyên bố rằng tiểu đường là căn bệnh mãn tính không chữa được. Vâng. Hiệp hội y học Mỹ, Hiệp hội Tiểu đường Mỹ ấy. Nhưng thực ra thì sau này có nhiều bằng chứng cho thấy rằng Hiệp hội Tiểu đường Mỹ là không có một cái khả năng gì để chữa và nói lung tung, phải không? Vậy thì có những cái bệnh sau mà không phải bệnh thoái hóa thì có được xét là bệnh không? Và thứ hai là có trách nhiệm của y tế không? Lệch lạc giới tính khoảng 1,5 triệu người. Tự tử, bạo lực, tàn ác, tội phạm bây giờ thì nó tràn ngập. Rồi các kiểu nghiện, nghiện game, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc. Méo mó nhận thức chuẩn bị, phải không? Đạo đức và các giá trị tốt đẹp suy tàn, các giá trị phù phiếm không lý giải nổi lên ngôi. Thì các bạn có coi đấy là những bệnh không? Theo tôi bảo bạn Nam đeo kính, những cái bệnh này có được gọi là bệnh hay là hiện tượng tâm sinh lý? Chắc là bệnh. Tại sao bạn nghĩ nó là bệnh? Vì nó, em nghĩ đấy nó cũng là một triệu chứng thì cũng có thể gọi là bệnh.
hai bạn gái cho bên của em. Đấy, thì các bạn thử suy nghĩ xem tại sao giải sao tự tử bạo lực tàn ác tội phạm phát triển như thế, và tự dưng con người là đang sinh ra con trai thì lại không không thấy thích thú với các bạn gái là cũng là hiện tượng bình thường à? Không phải, đúng không? Thế rồi là méo mó nhận thức tất cả những cái chuyện đấy, nghiện game có phải là bệnh tật không thì chúng ta tự suy nghĩ, đúng không? Theo tôi thì có nguyên nhân và có trách nhiệm của y tế, đúng không? Vì đâu nên nói mà. Tôi đã nói là tất cả những cái điều tôi vừa giới thiệu chỉ là một phần của sự thật, đúng không? Sự thật nó khủng khiếp hơn nhiều. Con người không nghe lời mẹ tự nhiên, sống ngược các quy luật của tự nhiên và chối bỏ sự chăm sóc của mẹ. Con người đã và đang hủy hoại môi trường tập tệ, làm tổn thương nghiêm trọng mẹ tự nhiên. Người lúc nào cũng thương yêu bao bọc bảo vệ mình. Con người quá ngạo mạn, coi thường mẹ tự nhiên, coi mình tài giỏi. Cái gì cũng nghĩ là khoa học kỹ thuật rồi, phương tiện rồi, máy móc là sẽ xử lý được hết, phải không? Ngạo mạn quá trời, cấy cấy ghép ghép cắt cắt bơm bơm hút hút, phải không? Tất cả những chuyện đấy, các bạn lạ gì, phải không? Thời gian gần đây mọi người cứ bơm bơm hút hút cắt cắt ghép ghép cứ loạn hết cả lên, phải không? Nó vi phạm mẹ tự nhiên, là các luật tự nhiên, phải không? Y học hiện đại đóng vai trò tiêu cực nhất định trong cái thảm họa về sức khỏe của Việt Nam nói riêng và của thế giới nói chung. Khi không còn được thương yêu che chở, chịu sự giận dữ của tự nhiên, con người đang chịu đủ tai họa và đang tiến đến diệt vong. Cái ngày tận thế không còn xa nữa rồi. Và nói thật với các bạn, nếu như chúng ta không thức tỉnh, không những mỗi người thức tỉnh mà còn làm cho một cái bầu, cái môi trường, những người xung quanh mình thức tỉnh nữa, thì tôi chắc chắn là thảm họa không còn xa nữa. Đầu tiên chúng ta xem tìm hiểu y học hiện đại lý học gì. Y học hiện đại ngầm hiểu nền y học chính thức và thống nhất trên toàn cầu, mà WHO là biểu tượng cho sự thống trị của nền y học đó. Nước nào bây giờ tham gia vào WHO thì chữa bệnh và làm mọi thứ về y tế, bảo vệ sức khỏe dân phải theo những con đường của nó đặt ra. Đấy chính là chỗ nó đã bành trướng và lan tỏa được, đó. Thế thì nó dựa chủ yếu vào gì? Vào khoa kỹ thuật và thực nghiệm, xét nghiệm, phân tích vi mô, giải phẫu, can thiệp từ ngoài và mổ xẻ, kỹ thuật, hóa chất tổng hợp. Bành trướng lan tỏa mạnh mẽ, tất nhiên nó cũng có những cái hay, chúng ta không nên bỏ qua tất cả cái đấy của nó. Và tại sao nó lan tỏa được thế và tại sao nó chiếm lĩnh toàn thế giới? Là bởi vì là nhờ sức mạnh tài chính, sức lao động khổng lồ của các nhà khoa học. Các bạn tưởng là bao nhiêu nhà khoa học trên đời là bao nhiêu năm nay không nghiên cứu, hoặc nghiên cứu họ nghiên cứu của nó là miệt mài, không? Tất nhiên cái mà họ làm thì thực ra chúng ta sẽ xét sau, không? Nó không đem lại, thực ra không đem lại hạnh phúc cho nhân dân, không? Nhưng họ lao động, sức lao động họ là khổng lồ. Tính khoa học cao, phải nói thật là y học hiện đại tính khoa học cao, phân tích rồi các thứ, rồi phân tích lý giải rồi các công trình khoa học nó có tính chặt chẽ rất cao, không? Tổ chức chặt chẽ và tiêu chuẩn hóa cao. Tiêu chuẩn hóa cao thể hiện chỗ nào? Nó không cho phép một ông lang bình thường là chữa bệnh cho người đó, mặc dù là hiệu quả rất nhiều, nhưng họ sẽ hỏi là bằng cấp anh không? Như vậy là cái nền y học cổ truyền và nền y học dân gian rồi nền y học và chúng ta vẫn đang theo ấy, thì nó lại không có tính tiêu chuẩn hóa cao. Bởi vì một người bảo là anh hãy cho cái này đi, thì người ta đầu tiên, câu đầu tiên sẽ hỏi làm sao anh lại làm được những điều đấy, bằng cấp anh đâu. Trong khi đó y học hiện đại thì sao? Là tốt nghiệp có bằng, đóng dấu đàng hoàng, đúng không? Tôi đã học 6 đến 10 năm, đúng không? Như vậy là nó có những cái thuận lợi nhất định, nó có điểm mạnh và chúng ta phải thừa nhận. Khi đã tiêu chuẩn hóa cao và tổ chức chặt chẽ, nó làm thống nhất được cả toàn cầu. Nhưng cái đấy lại là cái giờ nó lấn át và nó đè bẹp tất cả mọi mầm mống của những ý kiến khác. Những ý kiến khác, và do đó người ta không còn cơ hội để áp dụng những cái phương pháp khác được nữa. Bởi vì WHO và các công ty dược phẩm bị đàn áp, thậm tệ, thậm chí dùng đến cả luật pháp và nhà tù để, chẳng hạn là Mỹ rất nhiều người được coi là chữa bệnh trong nó tự nhiên bị lao vào vòng lao lý và bị đi tù. Tiếp đến chúng ta theo dõi y học hiện đại bản chất là khoa học về bệnh tật, tức là lấy bệnh tật là trung tâm, phải không? Chỉ có nghiên cứu về bệnh thôi, phải không? Tập trung nghiên cứu, phân tích, nhận diện, thống kê, mô tả, phân chia các bệnh theo vị trí xảy ra bệnh. Cũng cùng một bệnh đối với chúng ta nhé, đều là bệnh tự miễn cả theo y học, là nhưng mà nó lại chia ra, nếu mà nổi mẩn da lên thì xếp vào da liễu, đúng không? Nếu mà bị đau xương cũng là tự miễn, cũng là hệ miễn dịch rối loạn thì lại xếp vào khoa cơ xương khớp. Nếu mà bị coi như là tiểu đường cũng là bệnh tự miễn thì lại xếp vào chuyển hóa, đúng không? Rồi bị
nói tóm lại là nó cùng một bệnh nhưng nó lại chia theo vị trí bệnh, và bản chất là cùng nhưng vị trí bệnh. Triệu chứng của bệnh, vâng, người này thì sốt, người kia không sốt, người này thể hiện khối u như thế này, người kia thể hiện khối u như kia, thì cũng là triệu chứng của bệnh. Thứ hai là chia theo hậu quả của bệnh và nguyên nhân của bệnh. Kết quả thu được một kho tàng khủng khiếp mà bất kỳ bác sĩ là không bao giờ học hết được, đó là khoảng từ 20 đến 30 nghìn bệnh. Học như thế thì không bao giờ nhớ được cả. Trong khi đó thực ra thì số bệnh nó bản chất nó ít hơn rất nhiều mà. Và tìm cách trị bệnh là chính, phòng bệnh là phụ. Mỗi bệnh trong kho tàng trên lại có nhiều phương pháp trị và nhiều loại thuốc. Những cái phương pháp trị và những cái loại thuốc được ứng dụng đấy thì ở đâu mà ra? À, lại do các quyền lực trong y học quyết định. Đó là các hiệp hội cơ xương khớp Mỹ, hiệp hội tiểu đường Mỹ, hiệp hội tim mạch Mỹ. Nghe qua là các bạn đã hiểu quyền lực ở đây là nước nào rồi. Tất cả những phương pháp chữa bây giờ đều phải được chấp nhận bởi các quyền lực. Cụ thể mà WHO, mà WHO thì lại là chính là gì? Là Mỹ. Bởi vì Mỹ là mạnh nhất. Các bạn thử xem bao nhiêu trời nay Nobel y sinh học toàn là người Mỹ. Nó mạnh về tài chính như tôi đã nói, vâng, và nó mạnh về đủ các thứ phương tiện hoặc cho dụng đại. Nhắc lại rằng cách trị bệnh phải được chấp nhận bởi các quyền lực trong y học. Sai một cái là bạn có thể vào tù. Nếu không làm được như thế, có thể vào tù. Bây giờ chúng ta sẽ xem các hướng trị bệnh chính của y học hiện đại. Làm mất hoặc bớt các triệu chứng bệnh. Thì cái này chính là vấn đề gọi là sai lầm nhất của y học hiện đại. Mà như giáo sư tiên sinh Ngô Sao Hòa từng nói là khoa học trị triệu chứng. Đó, y học hiện nay là khoa học trị triệu chứng. Tức là nếu ta sốt thì uống thuốc hạ sốt, đau uống thuốc giảm đau. Và làm sao nữa, nếu mà bị phát ban dị ứng thì uống thuốc dị ứng, hoặc đại khái thì ho thì uống thuốc giảm ho. Tức là hướng chủ đạo lớn nhất đó là mất hoặc bớt các triệu chứng bệnh mà không đi tìm gì, không đi tìm gốc rễ của bệnh đó. Cái này thì rất nhiều người đã bị lừa, và các bệnh nhân đang bị cơn đau mà uống cái hết đau thì thuốc tiên rồi, là phục bác sĩ lắm mà có gì đâu, cũng chỉ là thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm mà người ta vẫn quen gọi một loại là corticoid và một loại là loại không corticoid thôi. Chủ đạo là mất hoặc bớt các triệu chứng bệnh. Xu hướng thứ hai là bằng ngoại khoa sửa chữa, cắt bỏ chỗ bị bệnh, thay thế nó được. Xin lỗi các bạn là cái phương hướng này cũng gây ra rất nhiều đau khổ cho thế giới này. Một quả thật mà anh người ta bảo là không còn lọc được nữa thì người ta sẽ làm gì? Người ta sẽ báo với bệnh nhân là tôi phải cắt đi thôi, và anh đi tìm thị trường chợ đen nội tạng mà kiếm quả thật về đây cho tôi thay. Đây là cái hướng này đã gây ra rất nhiều máu và nước mắt trên. Đó là những cái gọi là thành tựu đóng trong ngoặc kép, là thành tựu ghép tạng, gây ra không biết bao nhiêu đau khổ thị trường đen và làm cho đẩy bao nhiêu người vào cảnh tiền mất tật mang, phải không? Cuối cùng là đổi lấy mấy chục triệu cho mấy thằng cò mồi, phải không? Bán lấy một quả thận của mình đi trang trải nợ nần, cuối cùng sau thì là ốm yếu không lao động được. Mà bản thân những cái người mà được nhận những quả thận đấy sau cùng thì nó cũng không tiếp nhận và lại vứt đi, phải không? Tóm lại là cái gọi là thành tựu này trong ngoặc kép, tôi ước là nó đã không có thành tựu này. Động một tí là cắt, là hỏng. Không ai nghĩ rằng là quả thận hư đấy nó sẽ được phục hồi. Không ai nghĩ được vào đầu là một cái gì nó đã hỏng thì nó sẽ có thể phục hồi lại được như cũ. Mà mọi người bảo hỏng là vứt, phải không? Và tìm cách mà mua ở chợ đen đi, hoặc tìm người thân nào đấy đi, phải không? Mà nhường cho tôi hoặc bán cho tôi đấy. Thế còn cho nên chuyện này xảy ra chuyện đau lòng, phải không? Tôi vẫn còn nhớ một cái chuyện là anh Tô Công Luân, một sinh viên ở Sài Gòn, phải bán một quả thận để mua xe máy chở người yêu đi chơi. Nó đau lòng như thế. Tôi không thể nào quên được cái chuyện đấy, vì nó quá đau lòng. Nó làm cho mọi thứ đều đổ chác được bằng tiền. Anh nghèo quá muốn chở, muốn có xe máy đi chở người yêu đi chơi, mà bán quả thận đi. Và cuối cùng anh ta đã chết. Chết trong hôn mê một tháng trời trên một giường bệnh ở Trung Quốc. Bởi vì anh ta được bọn cò mồi mời sang Trung Quốc để bán quả thận đó. Thực ra là không phải để bán ở Trung Quốc mà để làm thủ tục ghép cho một người khác. Vâng. Và anh ta mổ xong. Như vậy là mổ như thế là gây nguy hại. Mổ đến một cụ, đó là một cái phẫu thuật rất lớn, làm cho anh ta là cuối cùng chết, chết trong hôn mê, phải không? Cùng trong thời gian đấy, phóng viên phát hiện được một lãnh đạo của Bộ Giao thông Vận tải đang nằm chờ ghép thận. Có sự tình cờ nào đây không? Có sự tình cờ nào đây không? Chắc chắn là có. Chắc chắn là có sự trùng hợp rồi, phải không?
Thế thì y học không thể nhân danh y học để cứu một cuộc sống lay lắt mà làm hại một cuộc sống khác. Bạn nào không đồng ý với tôi chuyện này? Không thể nhân danh y học để cứu một cuộc sống lay lắt mà làm tổn hại một cuộc sống khác. Thế thì cuối cùng để làm gì? Anh cứu một cuộc sống lay lắt thêm vài năm nữa, sống một suốt ngày phải uống thuốc chống thải ghép, rồi cuộc sống cũng chất lượng giảm nặng nề. Chưa nói rằng mấy năm sau nó không hợp thì lại phải vứt bỏ nó đi. Trong khi đó một người thì đã mãi mãi mất đi và lâm vào cảnh ốm đau bệnh tật nghèo khó vào. Đó, nó là như thế mà. Xu hướng thứ ba là cố gắng gán tội cho vi sinh vật nào đó gây ra bệnh. Bởi vì bây giờ nó bất lực trong việc tìm nguyên nhân bệnh. Và thế là nó bảo chắc là vi khuẩn rồi. Mà vi khuẩn thì phải giết bằng gì nhỉ? Kháng sinh. Thậm chí còn không cần biết vi khuẩn nào. Chắc là phải kháng sinh thì cứ phang bừa vào, tiêu diệt bằng đa kháng sinh, tức là dùng nhiều mũi kháng sinh vào, nhiều loại kháng sinh để xử lý. Đó. Và nguyên tắc là giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thậm chí ngay cả những bệnh bây giờ là bệnh đau dạ dày thì cũng đã tìm ra tội đồ rồi. Đó là vi khuẩn Helicobacter, phải không? Hay còn gọi là pylori đấy, phải không? Cũng thế, chữa dạ dày bây giờ bao giờ cũng có kháng sinh. Cái gì cũng nhìn thấy kháng sinh. Ngay cả bệnh do virus thì cũng dùng nhiều kháng sinh để phòng vi khuẩn phát triển. Phòng đi cho nó yên tâm, phải không? Cuối cùng là con người bây giờ bị rơi vào thảm họa uống kháng sinh và bị tiêm kháng sinh như ăn kẹo. Điều đấy nó làm là lan tràn ở khắp các nước trên thế giới, không phải chỉ Việt Nam và Việt Nam. Không những nhận những cái liều mega dose kháng sinh mà lại còn phải coi như là nhiều loại nữa. Không những liều thì đã cao mà lại còn nhiều loại, để cho nên các dòng đấy là nó chẳng may bắn trượt thì đã có cái khác bắn trúng, phải không? Cuối cùng, xu hướng cuối cùng là nhờ vào các phương tiện can thiệp thường xuyên như máy móc, thuốc, truyền máu để người bệnh tiếp tục sống chung với bệnh mà vẫn sinh hoạt làm việc được. Tức là gì? Máy móc là chạy thận không lọc được nữa thì chạy thận nhân tạo. Thuốc là tiểu đường thì truyền gì? Tiêm insulin vào. Rồi là mỡ máu, oxit uric thì làm sao? Uống thuốc hạ mỡ máu, phải không? Rồi đủ các thứ, tất cả. Thuốc tim hạ huyết áp thì thường xuyên uống hạ huyết áp. Như vậy là xu hướng cuối cùng là nhờ các phương tiện can thiệp thường xuyên, không dứt ra khỏi được cái vòng can thiệp đó, là thuốc rồi máy móc truyền máu. Rồi thiếu máu sao? Thiếu máu thì cứ đến hẹn là lên lại truyền máu, phải không? Thiếu tiểu cầu cũng thế, thiếu bạch cầu cũng thế, các thứ, phải không? Để người bệnh vẫn tiếp tục sống chung với bệnh và vẫn sinh hoạt làm việc được, nhưng chất lượng cuộc sống thấp vô cùng. Và còn cuối cùng, cái này tôi không ghi vào đây trên slide, đó là khi nào mà giặt dẹo lắm rồi mà không còn biết gì nữa, không sinh hoạt, không làm việc được thì nuôi đấy. Nuôi trong trạng thái gì? Thực vật, phải không? Tốn rất nhiều, phải nói là gọi là công của cải vật chất của xã hội đó, để chỉ để duy trì những cái gọi là sinh vật, phải nói là không còn có hiểu được là mình là ai nữa, mà không còn ý thức nữa. Cái đấy gây ra tốn kém. Còn bây giờ ngay cả những nước châu Âu bây giờ người ta cũng đã lên án chuyện này. Người ta đã, rất nhiều nước châu Âu đã nói rằng để cứu một ông mà không còn biết gì nữa thì có khi cứu được hàng nghìn trẻ em. Chỉ những phương tiện hiện đại mà duy trì cho người đó thở và sống thực vật đó thì có khi cứu được hàng nghìn trẻ em ở các nước nghèo mà bây giờ vẫn cứ duy trì. Đấy là, ngoài là lãng phí, đó còn là vô nhân đạo. Đó là còn vô nhân đạo. Mà vô nhân đạo với chính cả người được duy trì đó, đúng không? Bởi vì người ta không có cần đâu. Người ta không cần đâu. Vậy chúng ta đã thấy những cái hướng trị bệnh chính, thì bạn nào còn biết thêm một hướng trị bệnh nữa nào thử liệt kê ra sơ. Ngoài 4 hướng này, 5 hướng này còn hướng nào nữa? À, không, y học hiện đại cơ. Nếu mà đấy là của chúng ta thì các bạn thấy là hết, là hết. Hiện giờ chúng ta vẫn đang nghiên cứu về, đang tìm hiểu y học hiện đại. Như tôi đã nói, thứ nhất là y học hiện đại là khoa học thật, thống kê liệt kê các bệnh và nhớ sau đến mỗi lần bệnh này thì thấy nó giống thì dở sách ra tra cứu, và lại coi như rút sách ra là theo hiệp hội y học tiểu đường Mỹ, hiệp hội xương khớp Mỹ, hiệp hội tim mạch Mỹ thì nó bắt phải làm nào, hiệp hội ung thư Mỹ. Thế là tra cứu ra dở sách chồng soạt, vâng. Như vậy làm thế thì người bác sĩ không bao giờ bị tội cả. Bởi tôi làm đúng. Tôi làm đúng các sách vở đào vào. Và ngay cả chị chẩn đoán các triệu chứng bệnh như thế là tôi cũng thấy nó giống như thế. Nào cũng biết đâu rằng nó như thế nhưng không phải thế. Như Khổng Tử đã bảo, ôi chao, coi như là trông thì tưởng vậy mà không phải vậy. Đúng không? Vâng. Trông phải là vậy nhưng không phải tưởng vậy. Đấy các bà, hiệu quả trị bệnh là gì? Thành công thấp. Cái này thì không ai phản bác được, bởi vì đừng, tôi đã nói là các bạn phải có khả năng suy xét và nhìn cái kết quả.
bất lực trước các bệnh mãn tính tràn lan thời hiện đại, tức là gì? Tiểu đường, suy thận, tĩnh mạch là bất lực, chịu tôi thua, ung thư chịu. Đầu hàng trước các bệnh do virus, virus chẳng có thuốc gì cả, kháng sinh có chữa được virus đâu. Các bạn thấy kháng sinh nào chữa được virus đâu? Không. Mà lại virus mà kháng sinh vào còn chết người, chẳng hạn như sốt xuất huyết, truyền kháng sinh vào là chết người. Bế tắc khi gặp những vi khuẩn kháng thuốc, cái này mới đau đớn, là hiện giờ 99% vi khuẩn kháng thuốc rồi. Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, 99% vi khuẩn kháng thuốc. Vậy ta uống kháng sinh vào làm gì nhở? Hy vọng rằng là ở nước Việt Nam vẫn chưa kháng thuốc nhiều như thế. Đấy là chuyện tin của Anh và Mỹ, là 99% vi khuẩn kháng thuốc. Nhiều ca bệnh tưởng chừng như đơn giản mà coi như là vận dụng hết các nguồn lực y tế ra mà ở bên Anh và Mỹ không làm gì được. Chịu. Phương pháp trị bệnh này là làm xuất hiện thêm bệnh khác hoặc nặng thêm chính bệnh đó. Thuốc dùng bừa bãi thì làm yếu con người đi và làm vi khuẩn phát triển sức kháng thuốc. Đó là do tệ nạn uống thuốc kháng sinh nhân kẹo, cuối cùng vi khuẩn kháng thuốc. Đặc biệt gương chủ đạo nhất là làm bớt hoặc mất triệu chứng bệnh, tức là gì? Sốt à thì uống hạ sốt, và đau uống thuốc giảm đau, ho uống thuốc ho, và thì thực chất là dập tắt các cơ chế tự nhiên chống lại bệnh tật của cơ thể. Thí dụ là cái này hơi tế nhị tí, nhưng mà tôi nói thí dụ là bệnh tiêu chảy này, đấy chính là cơ chế tự nhiên của cơ thể tống thải độc ra. Thì bây giờ uống thuốc cầm tiêu chảy thì là chết rồi, thế là chết rồi, thế là độc còn giữ nguyên như thế. Rồi nôn cũng thế, thuốc chống nôn thì hỏng rồi, hỏng hết tất cả, và nôn chống nôn. Bằng như vậy là cái hướng chủ đạo nhất thì cuối cùng lại làm suy giảm hệ miễn dịch của mình, và bây giờ uống thuốc corticoid gọi là tràn lan và động là cứ ức chế miễn dịch hết. Cho đó kết quả là cả một dân tộc chúng ta đều bị mắc hội chứng suy giảm miễn dịch cả. Nhưng ở đây không phải hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải, tức là HIV, mà ở đây là hội chứng suy giảm miễn dịch ép phải, tức là bị ép phải bị suy giảm miễn dịch. Tại vì thuốc corticoid, đó là các thuốc kháng viêm giảm đau, tức là ức chế hệ miễn dịch, làm cho nó không bùng lên để chống bệnh nữa. Và thế là chúng ta hết viêm đau, hết sốt, và thế nhưng thực ra những cái thuốc đấy thì là gì? Là ức chế miễn dịch. Do đó hầu như xung quanh chúng ta ai cũng bị hội chứng suy giảm miễn dịch cả, nhưng không phải là HIV mà là ép phải, đúng không? Đấy, qua những cái điều như thế các bạn thấy những cái bất cập của con người bây giờ là tủ thuốc di động, đúng không? Còn phòng bệnh thì sao? Y học hiện đại có phòng bệnh không? Có, nói thì chúng ta phải nói một cách công bằng. Có qua tuyên truyền quảng cáo là sinh hoạt rồi ăn uống lành mạnh chứ có, đúng không? Có rồi là tiêm vaccine. Nhưng y học hiện đại dành sự quan tâm quá mức, thậm chí đáng ngờ cho việc tiêm phòng vaccine. Thực ra không phải y học hiện đại mà là các hãng dược phẩm khổng lồ gọi là cá mập của thế giới, nó đã lũng đoạn được này, đúng không? Thị trường hàng chục tỷ đô la hàng năm cho vaccine. Bước thứ hai là cũng hiểu được và tuyên truyền về ý nghĩa của phòng bệnh bằng sinh hoạt và ăn uống, nhưng làm chưa tốt và làm rất yếu ớt. Tại sao vậy? Tại vì là việc này mâu thuẫn với nền công nghiệp thực phẩm và nền công nghiệp dược phẩm có quyền lực là vô hạn. Mà ở trong xã hội này tiền là quyết định tất cả. Tiền là quyết định tất cả. Ở đâu có tiền, ở đó có quyền lực, phải không? Và thế là nếu như chống như thế thì ai còn vào mua trong siêu thị nữa, phải không? Các hãng dược phẩm bán ra, thực phẩm bán ra. Do đó là cái việc này bản thân các nhiều bác sĩ cũng biết là phòng bệnh tốt hơn, nhưng không làm mạnh được bởi vì mâu thuẫn với nền công nghiệp thực phẩm, dược phẩm. Hiệu quả thì sao? Thành công trong phòng bệnh rất hạn chế. Tôi cũng chỉ xem kết quả thôi, tôi chẳng cần biết anh nói báo cáo gì cả. Tôi chỉ biết là bệnh thì càng ngày càng tăng về số lượng bệnh nhân và độ nguy hiểm và về sự đa dạng. Thậm chí bây giờ sởi cũng đã có thể chết được, trong khi các cụ hồi xưa bệnh sởi là coi bệnh bình thường. Như vậy một bệnh tưởng chừng như đơn giản bây giờ cũng tăng độ nguy hiểm lên. Ở bệnh viện Nhi Trung ương như thế là đợt sởi vừa rồi là một hơn 100 cháu bé chết, mà lại 99% số chết lại ở bệnh viện Nhi Trung ương, trong khi ở thành phố Hồ Chí Minh là không chết ai cả. Đó, thế thì như vậy một bệnh tưởng chừng như đơn giản, hồi xưa các cụ chúng ta xử lý bệnh sởi rất đơn giản, đúng không? Giữ khô ra, đúng không? Không ướt, không bị ướt, trên gió kiếm nước là nó tự khỏi thôi. Nhưng bây giờ lại biến thành một cái ác mộng, đúng không? Như vậy là số lượng bệnh nhân tăng, độ nguy hiểm của bệnh tăng và sự đa dạng tăng. Nhiều loại tiêm phòng đã được chứng minh là không có hiệu quả và gây nên những hậu quả nặng nề cho trẻ em, đúng không? Cái này thì chắc các bạn cũng biết rồi, đúng không? Cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa, đúng không? Nhưng theo tôi được biết ở các nước phát triển
hơn một nửa số phụ huynh học sinh đã kiên quyết không cho tiêm vaccine. Hơn một nửa số phụ huynh học sinh, phụ huynh của các con em ở Mỹ, Anh, Pháp là đã từ chối tiêm bất cứ một loại vaccine vào trẻ con. Tại sao? Bởi vì ở đó họ cái sự tự do cá nhân họ được phát triển và họ được quyền tiếp cận với những thông tin đa chiều và họ hiểu được cái hậu quả nặng nề của mình. Vậy thì từ đây chúng ta mới đặt câu hỏi, những cái điều vừa rồi tôi vừa nói chỉ là chứng minh cho các bạn rằng là hiệu quả là không có. Y học hiện đại, anh đã không thể làm được gì để chống lại sự tăng như vũ bão cả về số lượng và chất lượng của bệnh. Vậy thì chứng tỏ anh phải tuyên bố một câu đi là tôi đã thua. Vậy tại sao? Từ những bất lực rõ ràng như học hiện đại, người ta không thể tránh khỏi câu hỏi là phải chăng trong phương hướng và tư duy logic chủ đạo xuyên suốt của em hiện đại có vấn đề. Nếu anh thua, anh bất lực thì chứng tỏ có vấn đề. Trong khi nước Trung Quốc phát triển 5.000 năm nay, trước khi có học hiện đại thì họ vẫn luôn sống với nền y học của họ, đúng không? Mà họ không hề đối diện với một cái thảm họa bệnh tật như bây giờ, đúng không? Như vậy là rõ ràng tôi cứ so sánh hai điều, đúng không? Các bạn hãy học với cách tư duy logic đi. Một bên thì bảo là tôi giỏi lắm nhưng mà bệnh thì có như là nó gọi là thảm họa. Một bên thì mấy ông lang bốc thuốc cái thứ thôi, phải không? Châm cứu bấm huyệt thôi. Nhưng mà lại không có bệnh thật rất là ít. Vậy thì tại sao? Chứng tỏ có vấn đề. Vấn đề lớn nhất của tư duy học hiện đại là đánh giá quá thấp hoặc không đếm xỉa đến năng lực tự thân của cơ thể người. Tức là coi rằng cơ thể là không làm được việc gì trong bệnh. Có bệnh là tôi từ ngoài tôi phải can thiệp vào. Chứ anh đừng có động đậy gì cả, vâng, cơ thể cứ nằm yên đi. Tức là đánh giá quá thấp và không đếm xỉa đến năng lực tự thân của cơ thể người. Và đánh giá quá cao năng lực của khoa học kỹ thuật, nhất là học. Tức là coi hàng nghìn năm nay con người sống và các động vật trên thế giới sống chống đọi được bệnh tật là nhờ cái gì? Là nhờ gì? Chính cơ thể của chúng nó. Cái con vật nó có biết gì đến các cái biện pháp rồi nó biết gì đến việc đó. Rồi là người Trung Quốc cũng biết gì đến nhau, tại sao họ phát triển như vũ bão mà hơn 1 tỷ người mà phải kiềm chế bớt họ tăng trưởng, đúng không? Thế thì rõ ràng là từ trước nay là con người luôn chỉ trông cậy vào con người thôi. Nhưng nay bây giờ người ta lại dẹp bỏ cái đấy đi. Người ta đánh giá quá cao năng lực của khoa học kỹ thuật. Một vấn đề lớn khác nữa là tác động lên con người bằng cách vi phạm các quy luật tự nhiên. Truyền, bây giờ các bạn cứ tưởng tượng là cứ ốm đau cái là vào là truyền thuốc hay truyền dịch, truyền thuốc, đấy là can thiệp phi tự nhiên. Chim chích kim chích vào người rồi truyền những chất lỏng vào người rồi truyền máu này rồi hóa chất này rồi phóng xạ này rồi tất cả những đấy là can thiệp thô bạo, là vi phạm các quy luật tự nhiên. Các tập đoàn dược phẩm và dân thường ngu mê, chúng ta chỉ là những cái con rối trong tay các tập đoàn dược phẩm thôi đó. Chính vì thế mà có một số triết gia nói những câu mà tôi nghĩ không thể chính xác hơn. Bác sĩ cho những thuốc mà họ biết rất ít vào những cơ thể mà họ biết còn ít hơn để trị những bệnh mà họ hoàn toàn không biết gì. Đúng không? Thuốc thì đáng chẳng hiểu vì thuốc có những tác dụng phụ gì, nó tàn phá cơ quan cơ thể thì không biết tác dụng nào. Vào những cơ thể cũng chẳng biết gì, nó đang hoạt động như thế nào, không biết gì đâu. Biết còn ít hơn và để trị những bệnh mà họ hoàn toàn không hiểu tại sao đâu. Bây giờ người ta không hiểu nổi tại sao lại ung thư, không hiểu nổi tại sao lại chẳng hạn là lupus ban đỏ, không hiểu nổi là tại sao là bệnh này bệnh nhỏ, vâng, đó. Bác sĩ tốt nhất là bác sĩ cho thuốc ít nhất. Một bác sĩ khác thì nói rằng là nếu các bác sĩ của chúng tôi đổ tất cả các thuốc xuống biển thì sẽ tốt hơn cho các bệnh nhân chúng tôi, nhưng lại rất tồi tệ đối với các loài cá, đúng không? Tức là đổ thuốc xuống biển là thuốc độc. Ý ông này muốn nói là thuốc thì độc. Nếu mà bớt thuốc đi thì bệnh nhân tốt hơn đấy, nhưng mà cá thì là chắc là gai go, đúng không? Đấy, bác sĩ bắt tay thì cần chết, đúng không? Và cũng đã đến lúc mà chúng ta nên nghe lại lời của một cố giáo sư vĩ đại Tôn Thất Tùng, đúng không? Để hiểu rằng là không, y học không phải lúc nào cũng như lúc này, mà đã từng có một thời con người làm trong ngành y này người ta sáng suốt lắm, chẳng hạn như bác sĩ Tôn Thất Tùng. Các bạn hãy xem ông nói gì. Chữa bệnh đòi hỏi một sự hiểu biết rộng rãi về tâm lý con người, và ta chỉ nên dùng thuốc khi những phương pháp tự nhiên không có hiệu lực. Đừng nói rằng là tất cả mọi người trong ngành y đều thế, đúng không? Tôi rất kính trọng những người như Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, đúng không?
và rất nhiều các bác sĩ khác trên toàn thế giới mà luôn luôn hướng tới việc là chữa bệnh là phải trị được hết bệnh và không làm hại người ta thêm nữa, phải không? Thì đây là một trong bằng chứng của một người, có thể là một người con gọi là đáng tự hào nhất của dân tộc Việt Nam, bác sĩ Tôn Đức Tùng. Nhưng hiện nay nhiều bác sĩ và bệnh nhân lại chưa nghĩ thế. Tức là không chỉ bác sĩ nghĩ thế mà lại còn bệnh nhân lại cũng thích uống thuốc. Bồm nói là thế thì làm sao mà là tuyên truyền được. Tức là ông Tôn Thất Tùng phải nói là rất là có một cái nhìn phải nói là rất là phải hiểu biết về tâm lý. Tức là cả bệnh nhân mà không cho họ thuốc là họ kiện. Nhưng hiện nay nhiều bác sĩ bệnh nhân lại chưa nghĩ thế. Người ta quá mê tín vào thuốc và máy móc đo lường của một nền văn minh càng ngày càng phức tạp. Hãy xem Tôn Thất Tùng chơi chữ. Nền văn minh càng ngày càng gì? Càng phức tạp. Ông ta không nói nền văn minh càng ngày càng gì? Càng phát triển, càng tiến bộ. Ông nó nói càng hệ nền văn minh thì càng ngày càng phức tạp, càng loạn óc hết lên mà. Và ngay ở những nước, các bạn hãy xem ông chơi chữ tiếp. Và ngay cả những nước gọi là tiên tiến, tôi không tin đâu. Các anh bảo là các anh tiên tiến nhưng mà đây chỉ là gọi là tiên tiến thôi. Cũng đang gặp khủng hoảng về lòng tin cũng như kinh tế. Tức là gì? Tiền mất và tật mang. Lòng tin là bệnh không khỏi và kinh tế thì sao? Kinh tế thì mất là mất tiền, phải không? Trích đường vào khoa học của tôi, của cố giáo sư Tôn Thất Tùng, phải không? Đấy, thế thì các bạn sẽ xem. Và bây giờ chúng ta nói, vậy lối thoát chúng ta là gì? Lối thoát của con người là gì? Lối thoát của con người là y học thay thế. Trong thời hiện đại ngày nay, nhiều trường phái y học khác, cái y học hiện đại này cũng được hình thành. Nhưng để phân biệt với y học hiện đại, người ta gọi là y học thay thế, tức là alternative medicine. Các trường phái y học này tận dụng các thành quả và nguyên lý đã được kiểm chứng bởi thời gian rất dài của các nền y học cổ truyền, dân gian của nhiều dân tộc trên thế giới, phải không? Dùng các trường phái của Trung Quốc, của Ấn Độ, của Tây Tạng này, rồi của các nước châu Âu cũng có nhiều trường phái y học rất là phát triển, phải không? Mà dân gian họ đã xử lý các bệnh tật của dân tộc khó bao nhiêu năm nay có sao đâu. Tức là các trường phái y học mới này cũng tận dụng các thành quả và nguyên lý đã được kiểm chứng bởi hàng nghìn năm rồi ấy, của các nền y học cổ truyền. Nhưng trên hết, các trường phái y học thay thế này dựa vào sức mạnh của tự nhiên và hiểu biết về các quy luật của tự nhiên. Tức là dựa vào tự nhiên là chính, tức là tự nhiên sinh ra con người thì cũng là tự nhiên sẽ làm con người khỏe mạnh hết bệnh và hiểu biết về các quy luật tự nhiên đó. Và bây giờ chúng ta hãy xem so sánh một bảng giữa các trường phái y học thay thế và các trường phái y học hiện đại. Trên bảng này các bạn có thể, các quý độc giả, thính giả có thể thấy sự sâu. Một bên là các trường phái y học thay tự nhiên thì là khoa học về sức khỏe và sự sống. Tức là tôi chỉ nghiên cứu sức khỏe thôi và sự sống thôi. Thế còn y học hiện đại là khoa học nghiên cứu về gì? Về bệnh. Hàng chục nghìn bệnh mà, chỉ nghiên cứu về bệnh thôi, suốt ngày là mồ mồ xẻ xẻ nghiên cứu để tìm hiểu bệnh. Nhưng trường phái chúng ta chỉ nghiên cứu về sức khỏe thôi. Phương hướng là gì? Phương hướng chủ đạo đơn giản là làm thế nào để khỏe. Phương hướng không phải là chữa bệnh mà là làm thế nào để khỏe. Còn phương hướng cái kia là đối phó bệnh. Thế còn cách làm là gì? Cách làm là nhờ tự nhiên làm cho con người luôn khỏe và làm người ốm yếu trở lại trạng thái khỏe. Tự nhiên ở đây bao gồm cả chính con người trong thể thống nhất, nhờ cả không khí, cả nước uống, cả dinh dưỡng của ông, cả cây cỏ đủ thứ cũng là tự nhiên và nhờ chính cơ thể con người, cả hệ thống, cả suy nghĩ về tinh thần nữa cơ, không phẫu thuật, không can thiệp kỹ thuật, không dùng thuốc phi tự nhiên. Trong khi đó cách dùng của y học hiện đại là gì? Phẫu thuật, dùng các phương tiện kỹ thuật can thiệp, đưa hóa chất vào người để đấu với bệnh. Và chúng ta đã biết kết quả việc đấu với bệnh đấy có thành công không? Không thành công quá. Nếu không thành công thì đã khác rồi. Có vậy, các bạn có thể thấy là nó khác nhau một cách rõ rệt. Một cái là nghiên cứu bệnh, một bên là nghiên cứu sức khỏe. Một bên là đối phó bệnh, một bên là làm khỏe. Khỏe thôi, khỏe lên thôi cơ thể ơi. Còn cái kia là làm nào cho nó đấu với bệnh. Một bên là nhờ tự nhiên, một bên là dùng khoa học kỹ thuật, hóa chất, rồi phẫu thuật can thiệp. Thế thì chúng ta đã thấy là hai cái trường phái nó khác hẳn nhau rồi. Xúc phạm tự nhiên là chúng ta đang đi trên con đường tai họa quá. Và bây giờ chúng ta hãy xem cái sơ đồ này để các bạn thấy rõ hơn là các trường phái y học tự nhiên nó làm thì việc theo nguyên tắc nào. Theo cái sơ đồ này thì sức khỏe là một trạng thái duy nhất. Đó là một điểm. Và cứ khi nào anh rời xa khỏi vị trí này có nghĩa là anh không còn gì? Không còn khỏe nữa.
và y học hiện đại sẽ bảo là anh bị bệnh. Tất cả những cái điểm khác nhau trên quả cầu này mà không phải là ở điểm sức khỏe này thì người ta sẽ chia ra thành các loại bệnh. Thí dụ một người mà ở vị trí này thì người đó lại bị xếp vào tiểu đường, người ở vị trí này thì sẽ được khoa học phân tích là anh này bị cao huyết áp, người ở vị trí này thì được xếp vào bệnh Parkinson, phải không? Trong khi đó đối với các trường phái học tự nhiên là chỉ cần không nằm ở đây là có nghĩa là sao? Là anh ốm rồi. Tôi không cần biết là các vị trí này anh gọi tên là gì, không cần biết. Anh cứ rời xa cái điểm cực này là sức khỏe có nghĩa là anh ốm. Thế thì các trường phái y học tự nhiên sẽ giải quyết sức khỏe bằng cách nào? Thôi trước nhất là hãy nói là trường phái y học hiện đại sẽ giải quyết những người bệnh này bằng cách nào? Rất đơn giản, họ bảo anh đang nằm ở đây đúng không? Anh đang bị một cái bệnh mà tôi gọi là tiểu đường thì tôi sẽ đến lấy một cái cáng cho anh vào đấy, tôi sẽ bê anh đi chỗ khác khỏi cái chỗ tiểu đường đó. Kết quả là anh này có thể hạ đường huyết. Nhưng thực ra bằng những cái thuốc đấy thì các bác sĩ đã đưa anh ta đến một vị trí khác và anh ta bị tim mạch do cái thuốc tiểu đường đó. Chẳng hạn vừa rồi Shikanda nổi tiếng nhất là tử dược Mediator để dùng để chữa tiểu đường thì gây ra những bệnh tim mạch và đột quỵ, nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não ở Pháp, sau cùng phải cấm dùng. Tức là Tây y, tức là y học hiện đại sẽ chỉ tìm một cách là đưa anh ta khỏi cái vị trí đó thôi, chứ không phải là làm anh ta khỏe, mà làm thế nào thoát khỏi cái trạng thái là bệnh đó mà theo xếp và theo gọi là theo phân loại đấy. Thế thì cuối cùng là đi đâu lân quanh cho đời mỏi mệt, tức là cứ bê hết chỗ này bê khác, hết tiểu đường ra tim mạch, xong lại cáng đi là đi đến chỗ khác để tim mạch, uống thuốc tim mạch thì lại ra bệnh thần kinh, phải không? Lại cáng đi chỗ khác, phải không? Thế trong khi đó y học tự nhiên sẽ làm cách nào? Rất đơn giản, một người theo phương pháp y học tự nhiên sẽ đến bảo người bệnh đang nằm ở đây đứng lên đi. Đúng rồi, bà lý rất sáng suốt, luôn luôn là như vậy mà. Đứng lên đi, tôi không cáng anh đi đâu cả, hãy đi về hướng này. Thế người đó bảo là không, ông cứ cáng tôi khỏi chỗ này đi. Bảo không, cái này phải vận dụng vào nội lực của anh thôi. Tôi không cáng anh đi, tôi không dìu anh đi, nhưng tôi sẽ chỉ cho anh về cái hướng mà anh cứ đi mãi rồi sẽ xe đi, rồi sẽ đến. Cho dù ở xa lắm, nhưng anh cứ đi đi, anh cứ đi đi. Dần dần chân anh bắt đầu cứng rồi, bắt đầu anh đi càng ngày kiên trì lên, cuối cùng sẽ đến, bởi vì anh cứ đi. Thế thì anh cần cái gì? Tôi sẽ cho anh một cái, tôi sẽ cho anh một cái la bàn. Tức là gì? Cho dù anh ở bất cứ vị trí nào, anh có cái la bàn này, anh sẽ biết sức khỏe ở hướng nào. Và đi đi, còn tôi không giúp đâu. Chính vì thế Osawa đã nói một câu rất nổi tiếng, tức là gì? Tôi không bao giờ khuyên ai thực hành thực dưỡng quá một lần. Nếu một lần nói thực dưỡng mà không nghe thì hai lần cũng chẳng có ích gì. Đi đi, tôi không giúp anh đâu. Trong khi đó nền y học hiện đại lại sinh ra cái tâm lý của người bệnh nào, hãy đến cứu tôi với, các bác sĩ ơi, đến cứu tôi với, cám đi tôi khỏi cái chỗ này. Tôi đang ở chỗ này là tôi đang bị coi như là động kinh chẳng hạn, tôi đang bị tâm thần rồi, phân liệt rồi, chỗ này đang bị coi như là gì gì đó, phải không? Tiểu đường suy thận, cán cái ra chỗ khác, miễn là ra khỏi chỗ khác là được đó. Đó, thế thì đi lân quanh, cuối cùng lại còn đi xa quá là đi đến đâu nhỉ? Đi đến cái cực đối diện là gì? Là cái chết đó. Cuối cùng đi càng ngày càng xa sức khỏe ra và cuối cùng đến một nơi xa nhất, đó là cái chết đó. Còn những người theo phương pháp tự nhiên, chẳng hạn như tiên sinh Osawa của chúng ta và muôn vàn những cái người mà quảng bá vấn đề thực dưỡng, chỉ đưa cho một cái la bàn là đây, kim chỉ nam anh đây, và tự làm đi. Không ai nấu cơm cho anh đâu, không ai có đi xúc từng thìa cơm cho anh đâu, phải không? Anh phải tự ăn mà anh phải tự thích, phải không? Anh phải tự tìm thấy ý nghĩa của việc này. Đó, rất đơn giản. Chính vì thế, khi đã biết được mô hình sức khỏe này, ta mới hiểu tại sao có nhiều người đi theo con đường phương pháp của y học tự nhiên đó, thì đã trở về đúng cái cực này, và đến mức họ trở lại là nó khỏe. Khỏe đến mức mà như Osawa nói là một trong tiêu chí là khỏe như con vật vậy. Tức làm việc không biết mệt, chỉ cảm tiêu chí đầu tiên của Osawa, tức là khỏe như một con thú. Làm việc là chỉ có tôi cảm thấy muốn nghỉ ngơi thôi, muốn nghỉ ngơi để thư giãn thì thôi, chứ tôi không bao giờ biết mệt. Như một con thú chạy hàng chục km trên đường, đúng không? Nó đi kiếm ăn cả ngày. Tức là trở lại cái trạng thái không biết cái ốm đau là gì, không biết mệt mỏi là gì, phải không?
Đó, đấy là đạt được trạng thái sức khỏe theo con đường tự nhiên này, đúng không? Tiêu biểu của những người theo trường pháp tự nhiên, tôi sẽ giới thiệu một số người, đó là Paul Bracht. Một người vào năm 96 tuổi đã bị chết khi đang lướt sóng. Paul Bracht là một người nổi tiếng quảng bá cho phương pháp nhịn ăn chữa bệnh, và người Mỹ. Năm 96 tuổi, năm 1976 đấy, ông chết khi đang lướt sóng. Các bạn thử hiểu là 96 tuổi thì chúng ta là đang nằm có như là máy, các dây dợ cắm đầy người rồi, đúng không? Hoặc là nhiều người thì đã chết từ trước đó rất lâu rồi, mà ông ta 96 tuổi ông ta đi lướt sóng, tức là bị một con sóng cao ngất là ụp xuống và chết đó. Sau đấy thì bác sĩ thì mới mổ tử thi của ông ra, thì kinh hãi nhận ra rằng là ông người ông tim gan và các mạch máu, các cơ quan nội tạng sạch như của một thanh niên khỏe mạnh. Báo cho bạn biết là sạch như của một thanh niên khỏe mạnh, chứ không phải là sạch như của một thanh niên. Bởi vì bây giờ chúng ta ra đường thì thấy các thanh niên coi như là giặt dẹo thì nhiều, phải không? Có khi sơ vỡ động mạch, tim mạch rồi, phải không? Suy thận rồi. Nhưng đây là tim mạch, là mạch máu sạch, không hề có một cái vết mảng bám nào. Ngồi tim gan, gan thận không có một vết sỏi gì cả, không có một cặn bám nào đó. Đó là quảng cáo phương pháp nhịn ăn. Ông này phương pháp rất đơn giản, chứ một tuần nhịn ăn một ngày, một quý nhịn ăn 10 ngày, và một năm nhịn ăn 20 ngày, tất cả các chất độc sẽ biến hết, thanh lọc cơ thể. Người thứ hai là bà Galina Shatalova, cũng là một người quảng bá phương pháp tự nhiên, phải không? Quảng bá phương pháp tự nhiên nổi tiếng ở Nga, phải không? Cũng theo cái trường phái ăn uống ít, phải không? Ăn uống ít và ăn những thực phẩm tự nhiên, ngũ cốc nguyên hạt. Bà này đã đạt đến những đỉnh cao trong việc chữa bệnh cho những người bị bệnh nani. Đặc biệt là thành tích lớn nhất của bà là những người bệnh mà bị bệnh nan y ấy, tim mạch, tiểu đường, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tai biến mạch máu não, sau khi vào trường của bà thì lại thành ra là các vận động viên siêu marathon. Nếu có thời gian thì tôi sẽ giới thiệu về những cái bệnh nhân của bà này. Ai là một người bị tai biến mạch máu não và bị nhồi máu cơ tim mấy lần rồi thì bây giờ là chỉ tham gia những cuộc chạy 100 km trở lên. Tức là bà là giỏi hơn tất cả những người tôi từng được biết, bởi vì là không những chữa được các bệnh nan y mà còn biến họ thành những người phi thường. Thực ra chẳng có gì đặc biệt cả, bà đã đưa cái ông đấy về đến trạng thái gì? Trạng thái sức khỏe gọi là tuyệt đỉnh mà đúng là thiên nhiên đã ban cho hồi xưa. Wow. Tôi đã từng được xem trên phỏng vấn TV đấy, là cái ông đấy bị nhồi máu cơ tim mấy lần tai biến. Bác sĩ bắt là đi thật nhẹ, không được leo cầu thang. Hàng ngày uống một nạn thuốc này, hàng chục loại thuốc và đi khẽ khàng. Nhưng từ khi ông biết bà này và gia nhập cái trường của bà này, tuân theo các luật ăn uống của bà này, thì là ông trở nên là vận động viên siêu marathon, chỉ tham gia các cuộc chạy trên 100 km thôi. Đó là Galina Shatalova. Và tất nhiên không thể thiếu được tiên sinh ấy, không thể thiếu được tiên sinh Jock Oshawa. Jock Oshawa cũng là một con người kỳ diệu, đúng không? Cứu chữa đã làm thay đổi cuộc đời cũng biết bao nhiêu người trên thế giới, đúng không? Làm cho bao nhiêu người tuyệt vọng và bệnh nan y mà đã trở thành con người cũng khỏe mạnh, phải không? Mà hết bệnh tật, đặc biệt số người cũng khỏe mạnh thì đã trở nên sức khỏe phi thường, phải không? Ông ta dựa trên nguyên lý là thức ăn là cơ sở của sức khỏe và hạnh phúc, phải không? Dựa trên luật cân bằng âm dương và sự năng lượng của thức ăn, phải không? Masaru Emoto chữa bệnh bằng âm nhạc, bằng hình ảnh đẹp, bằng âm nhạc hay, bằng hình ảnh đẹp, bằng các loại thực phẩm đã được nâng cao năng lượng, phải không? Chữa bệnh bằng những ý nghĩ tốt đẹp, phải không? Chữa bệnh bằng những cái mà chúng ta không thể nghĩ được rằng là có thể chữa được bệnh, phải không? Cũng thế, trường của ông, bệnh viện của ông là thế, toàn là nghe văng vẳng là tiếng nhạc cổ điển, các bức tranh đẹp, phải không? Những cách luyện, cách suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ tốt đẹp, phải không? Và đều là những người này đều là người đạt thành công tốt đẹp, phải không? Vậy thì chúng ta hãy xem lại xem tại sao lúc nào con người cũng chỉ hướng theo cái chuyện này. Lại sao khi chúng ta bị bệnh lúc nào chúng ta cũng phải tìm đến dao mổ và kim tiêm và dao kéo thế nhỉ? Chúng ta nhìn đã phát khiếp lên rồi chứ đừng nói là lại còn gì đấy. Cho nên rất nhiều bệnh nhân bây giờ khi lên bàn mổ, bác sĩ nói rằng là chỉ cần gây mê tại chỗ thôi. Tức là cái chân đau thì gây mê tại chỗ, chân họ không, anh cứ gây mê toàn bộ cho tôi. Vì tại sao vậy? Sợ quá. Bây giờ nằm mà vẫn còn tỉnh mà biết người ta cứ lọc cọc gì, mổ mổ xẻ xẻ dưới thì sống thế nào được. Rất nhiều bệnh nhân
là yêu cầu bác sĩ gây mê toàn bộ và kết quả là đáng buồn là nhiều khi chết do sốc thuốc mê. Gần đây rất nhiều cái chuyện là thuốc mê đó là một cái chuyện ranh giới giữa là một giấc ngủ và một giấc ngủ vững hằng, rất nguy hiểm. Chứ tại sao chúng ta luôn luôn được đặt mình dưới một cái nguy hiểm như thế không? Trong khi đó bảo là thay đổi ăn uống thì dứt khoát không chịu, mà sẵn sàng để người ta mổ xẻ thì tôi không tin được. Đó là tâm lý con người, mà không thoát khỏi cái đấy thì không thể nào mà chúng ta có thể hạnh phúc được, là sẵn sàng để người ta phanh thây ra mà trong khi đó bảo ăn uống thì tôi không ăn được. Tại sao lúc nào cũng thích người ta phanh thây ra phải không? Mà tại sao lúc nào cũng thích uống hàng chục loại thuốc này phải không? Mà tại sao không thể chọn con đường này? Con đường này có khổ không? Các bạn hãy thử nói thật sự xem con đường này có cái gì mà nó đến mức mà nó thậm chí đây chính là con đường mà mở ra chúng ta đấy, những cái niềm vui ăn uống bất tận. Cái này có khổ không? Những loại ngũ cốc lứt, có bao nhiêu loại ngũ cốc nào là yên mạch, đại mạch, kiểu mạch, rồi lỗ mình lứt, gạo lứt. Tất nhiên ở Việt Nam chúng ta thì ai cũng biết là gạo lứt phải không? Cái này chẳng lẽ lại đau khổ hơn là phanh thây ra? Bánh mì lứt này rồi đủ các thứ vào, ngon lành lắm, tại sao lại ai cũng sợ? Tôi không thể hiểu nổi. Đó là một cái coi như là một cái điều mãi mãi là bí mật. Đó là một cái điều mà mãi mãi không lý giải nổi. Con người sẵn sàng uống hàng nạm thuốc bị tiêm truyền và chen chúc cho các bệnh viện, và sẵn sàng để người ta gây mê phanh thây ra, mà trong khi lại từ chối những món ăn ngon lành như thế này. Đấy là một cái nghịch lý phải nói là lớn nhất mà tôi không hiểu về nhân loại. Tôi đã nghe nhiều người nói thả chết còn hơn được, còn hơn ăn mấy cái này. Chẳng lẽ cái này là khổ à? Nào những cái súp rau này, củ quả này, giờ những cái quyển sách ra nó phải dày cộm, những cái thực đơn về dưỡng sinh và chay nó nhiều vô kể, mà giờ quyển sách nó ra chúng ta thấy thèm muốn rõ rãi ra phải không? Chẳng lẽ cái này khổ à? Điều rồi không? Rồi một trái tim khỏe mạnh này lại khổ sao? Đây là một cái tháp dinh dưỡng dành đối với người ăn chay toàn bộ, gọi là vegan. Vegan đó là một chế độ ăn chay không có bất kỳ thành phần động vật nào, kể cả trứng sữa. Còn vegetarian thì lại hơi khác, tức là không dính đến thực phẩm có dính đến sát sinh. Nhưng còn thực phẩm, người ta cho rằng thực phẩm tốt nhất là vegan. Vegan tức là thực phẩm hoàn toàn không có dính đến động vật. Thứ nhất là gì? Người ta nói là rau củ quả, tức là các cái loại ngũ cốc nguyên hạt, rồi bánh mì nguyên hạt, rồi các loại, rồi là gạo này, rồi khoai tây, các loại củ quả ăn thoải mái. Người ta nói là ăn thoải mái, nào có phải kiêng cữ gì đâu nhờ, ăn thoải mái, cứ ngũ cốc nguyên hạt và các loại mì làm từ ngũ cốc nguyên hạt, bánh mì, rồi các loại khoai, rau củ quả ăn thoải mái. Ăn ít thêm một tí là các loại gì? Hoa quả và rau, đúng không? Ăn ít thêm một tí là các loại hoa quả, tất nhiên cũng vừa phải thôi phải không? Ăn vô tư, câu này là ăn vô tư phải không? Rau củ quả. Tiếp đến ăn bớt đi một tí là các loại đậu, bởi vì đậu nó cũng khó tiêu phải không? Ăn vừa thôi. Các loại sữa đậu nành, tofu, thì đậu phụ đấy phải không? Các loại hạt rẻ này, các loại hạt này, rồi các loại đậu ăn vừa phải. Và cuối cùng các loại dầu thực vật. Dầu thực vật ở đây tất nhiên là toàn loại sạch đấy, dầu ô liu, loại dầu ép rất là lành mạnh. Các loại đồ ngọt phải không? Các thứ thì ăn ít thôi phải không? Ăn rất hạn chế thôi. Thế thì một thực đơn như này thì chúng ta thấy nó rất phong phú, nhưng mà đem đến sức khỏe rất là vững hẳn phải không? Chẳng lẽ cuộc sống như này khổ chăng? Mà tại sao là cứ phải phanh thây ra và gây mê và kim với cả ống truyền cắm khắp người phải không? Cuộc sống này không hề khỏe chỉ vì cái nghịch lý mà tôi không thể giải thích nổi, nghịch lý cuộc đời phải không? Đó. Cuộc sống này có khổ không? Đấy, như vậy là tôi đã giới thiệu qua các bạn, đó là phần để nhập môn vào một cái cuộc sống. Một cuộc sống mà sẽ dẫn chúng ta đi trên một con đường hạnh phúc của bạn. Con đường đấy không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc, mà là con đường đấy bản thân khi đi trên con đường đấy đã hạnh phúc rồi, chứ không phải là con đường dẫn đến hạnh phúc, mà chúng ta đi trên con đường hạnh phúc. Đấy là chúng ta nhập môn vào. Và trong cái sự lựa chọn cho các bạn thì có rất nhiều trường phái đúng không? Rất nhiều trường phái.
mà một trong trường phái mà theo tôi thấy là có thể dễ thực hiện nhất ở Việt Nam chính là phương pháp của Osawa, thực hiện dễ nhất. Còn nếu chúng ta sống ở một nước châu Âu thì chúng ta sẽ có nhiều lựa chọn hơn, bởi vì bên đấy nó trồng nhiều loại, rất nhiều loại hạt, nhưng nhớ rằng vẫn phải là ngũ cốc nguyên hạt. Chắc các bạn không biết là cái con ngựa để đua ấy, là nó phải được ăn ngũ cốc, và đặc biệt nó thích nhất là ăn bột, ăn cái yến mạch nguyên hạt. Đấy, cái đấy sẽ làm cho nó đạt thành tích cao nhất trong các cái cuộc thi, đúng không? Nhưng đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị được cái ý thức cho chúng ta là gì? Cuộc sống này là một cuộc sống thực sự là đầy vui sướng, đúng không? Chứ không phải là một cuộc sống gọi là chúng ta thấy là khó thực hiện gì cả. So với cuộc sống này thì thật là tôi không hiểu là mọi người không cần so sánh nữa, không? Chúng ta đã quá hiểu, quá là tương phản nhau, đúng không? Một cuộc sống là đầy đau khổ bất hạnh, và một cuộc sống là đầy niềm vui và hạnh phúc, đúng không? Không có gì hạnh phúc bằng rồi khỏe mạnh, không bao giờ biết ốm đau là gì, đúng không? Chẳng hạn như phương pháp của bà Galina Shatalova thì là bữa sáng ấy chỉ uống một cốc nước chanh với mật ong, nước con chanh mật ong, không ăn gì cả, cốc nước chanh mật ong và uống một cốc chè thảo dược. Ví dụ bà này chưa ăn một đĩa salad, đĩa salad trộn vào một bát cháo thôi, một bát cháo ngũ cốc nguyên hạt hết, và có thể thêm một cốc nước ép gì đó và một cốc nước trà cũng thêm trà thảo dược nữa. Bữa tối cũng không ăn, bữa tối là một cốc chè có thể làm bằng cánh hoa, hoặc cánh hoa hồng, hoa nhài, phải không, loại trà thảo dược nào đấy, vào một cốc nước ép cà rốt hoặc là nước ép táo, nước ép cam gì đấy. Chúng ta có quyền lựa chọn, phải không? Nhưng trên tất cả những cái gì chung giữa những người này đó là một chế độ ăn uống dựa trên các sản phẩm tự nhiên, phải không? Sản phẩm tự nhiên và không có động vật. Ai vào trường của bà Galina Shatalova này thì hãy nói vĩnh biệt với các món ăn từ động vật. Bà này là điều kiện vào là chỉ có ăn vegan thôi, tức là ăn hoàn toàn là thực vật, phải không? Thế mà hiệu quả thì rõ ràng rồi, bao nhiêu người bị bệnh nan y mà biến thành vận động viên gọi là khỏe mạnh, phải không? Vận động viên phi thường, phải không? Bà này phải nói rằng ở những cái nước khác người ta khá là thoáng và người ta khá là mềm dẻo trong việc tiếp thu các kiến thức mới, thì ở nước Nga người ta tiếp nhận bà này với một sự kính trọng. Tức là bà này được mời vào làm trưởng bộ phận lo thức ăn cho các nhà vận động vũ trụ và là cố vấn đặc biệt của đội tuyển Nga đi thi Olympic. Điều đấy chứng tỏ rằng họ không giống như nước ta. Chúng ta mỗi lần nói lên một cái gì đó về một chế độ ăn uống nào đấy mà khác với những cái truyền thông vẫn hay rêu rao thì chúng ta sẽ gặp phải sự phải nói phản đối và ném đá mãnh liệt. Nhưng ở Nga ngược lại, bà này đã chứng minh được rằng cách thức của bà, lối ăn uống của bà ăn rất ít và an toàn những sản phẩm tự nhiên giàu năng lượng sinh học thì đã làm cho những người bị bệnh nan y khỏi bệnh và còn trở thành những người phi thường nữa, thì tôi phải thừa nhận được đấy. Và tôi cần bà trong những việc chăm sóc cho sức khỏe các nhà du hành vũ trụ, là những người sức khỏe quan trọng lắm, và các vận động viên thi Olympic. Như vậy là người ta có một cách tiếp cận rất là rộng rãi, phải không? Và nó không là cứng nhắc bảo thủ. Paul Bragg cũng thế, không phải chỉ nhịn ăn đâu. Ông này nói là các bạn nhịn ăn xong mà cứ mỗi lần nhịn ăn mà sau đấy thì đánh chén đốc thịt thì cũng vứt, phải không? Đấy, phải ăn uống lành mạnh thì lại thì không được, phải không? Mà giữa các lần nhịn ăn thì chúng ta phải sống rất là sạch sẽ và quan niệm rất sạch sẽ. Vì thế mà ông ta 96 tuổi ông ta vẫn còn đi lướt sóng. Thế thì các bác sĩ đã nói một câu này và tôi cũng kết luận cho cái slide của tôi bây giờ. Tức là gì? Là không hiểu không có tai nạn này thì ông ấy bao giờ định chết. Các bác sĩ đã nói một câu như thế. Sức sờ tuyên bố rằng là nếu không bị tai nạn này thì không hiểu bao giờ ông ấy định chết. Bởi vì 96 tuổi mà cơ thể như của một thanh niên khỏe mạnh thì đúng là không biết bao giờ mới chết thật. Gan chưa có một mảnh cặn bã nào, thận chưa có một cái gì cặn bã cả thì đúng không biết bao giờ chết cả. Chế độ nhịn ăn như nào? Nhịn ăn của ông ấy tức là một tuần nhịn ăn một lần. Những ai cảm thấy khó khăn thì ở dừng lại mức như thế là tốt lắm rồi. Ai có bệnh nan y thì một quý sẽ nhịn 10 ngày. Một quý nhịn 10 ngày. Và một năm thì 20 ngày. Bí quyết của ông đấy. Và ông này cũng được nước Mỹ chào đón.
Tức là ông là cố vấn về dinh dưỡng và tập luyện riêng cho các tổng thống Mỹ, các siêu sao điện ảnh. Bởi vì những cái nhân vật đấy, những nhà chính trị gia, những vận động viên, các cái nhân văn nghệ sĩ, ai cũng thích làm sao? Ai cũng thích trẻ, lâu và đẹp đẽ cả, đúng không? Có diễn viên nào mà thích mình già đây đâu? Bây giờ thấy ông như thế thì cái bằng chứng sống thôi, đúng không? Thế là ông là cố vấn cho rất nhiều những cái người làm trong giới showbiz đó và chính trị gia rồi các vận động viên. Tăng thêm phần tiếp tục thì tôi muốn các bạn xem một cái slide này nữa để nói hiểu được là nước Mỹ, nước được tự coi là nước giàu nhất thế giới và nước tự coi là nền y học mạnh nhất thế giới, phải không? Thì đang ở trong tình trạng như thế nào? Quý đừng xem ở trên vô tuyến các siêu sao minh tinh bằng bạc. Họ chỉ là một phần triệu của nước Mỹ đó thôi. Và họ theo chế độ ăn uống tập luyện khắc nghiệt để có những hình dáng như thế. Còn nước Mỹ, hình ảnh phổ biến đó là hình ảnh này. Chào mừng đến với nước Mỹ béo, phải không? Welcome to Fat America. Nước Mỹ hiện giờ là nước tệ nhất về mặt sức khỏe. Tôi có thể khẳng định một điều là nước ốm yếu nhất thế giới là Mỹ và nhì là Việt Nam. Một cách tự tin nhất. Việt Nam vẫn còn thua Mỹ bởi vì Mỹ thì lại là ốm yếu là do chính cái phát triển của họ. Kẻ thù lớn nhất của nước Mỹ chính là béo phì và các bệnh thoái hóa tim mạch tiểu đường. Và vì thức ăn nhanh. Tôi chỉ cần hỏi là vậy thì anh luôn luôn muốn nói rằng là cái lý thuyết dinh dưỡng của anh là ưu việt gì? Vậy tại sao? Nhắc lại các bạn phải học được cách suy xét đi, không? Hãy nhìn kết quả. Anh bảo anh giỏi, tại sao thế này? Tại sao lại có những cái con người mà như gọi là quái đản như thế này? Không những họ béo và họ bệnh tật đầy người, nhưng họ lại còn không biết họ quái dị như thế nào. Tức là thay đổi hết cả gọi là các cái thế giới quan và tất cả những cái tiêu chuẩn về cái đẹp trong đầu họ khác hết. Khi phỏng vấn những người Mỹ như thế này thì họ bảo là tôi có thừa cân một chút thôi. Còn những người bị béo phì mà ở ta thì gọi là thảm họa rồi đấy, thì họ là không, tôi vẫn đẹp. Tức là họ nhầm lẫn hoàn toàn, họ không phải họ giấu đâu, họ nghĩ thế thật. Phỏng vấn thì 70% của người dân nước Mỹ là bị thừa cân nặng nề, thì phỏng vấn họ thì rất hiếm người thấy mình có vấn đề. Đấy mà làm đấy, gọi là thay đổi cả hết cả tâm lý của họ. Tức là biến thành những cái dạng là những cái túi thịt di động nó quái đản, phải không? Vào những cái siêu thị người ta phải phát cho một cái xe điện để đi, để những cái người này tiếp tục mua sắm tiếp. Như các bạn đã thấy tôi đã nói là gì nhỉ? Tuyên truyền sống khỏe nhưng lại vấp phải mâu thuẫn với gì nhỉ? Với nền gì? Nền công nghiệp thực phẩm. Tuyên truyền mọi người sinh hoạt sống khỏe và phòng bệnh đấy thì lại vấp phải một cái nền công nghiệp thực phẩm đầy quyền lực. Đúng. Không dễ. Đúng. Cái tình trạng thảm hại này nó gây ra rất nhiều vấn đề và làm cho nước Mỹ tiêu tốn hàng năm không biết bao nhiêu tiền của, nhiều hơn cả ngân sách một quốc gia khác để lo giải quyết hậu quả của béo phì. Vậy thì tôi chỉ thử hỏi là lý thuyết dinh dưỡng của anh mà đúng thì tại sao mà tất cả các thuốc bây giờ ai cũng mong ước một cái lọ thuốc được từ Mỹ vào, rồi là Mufree nào, rồi Q10 enzyme, rồi đủ các loại thực phẩm chức năng, nào là kẽm, nào là vi lượng, nào vitamin, ai cũng thấy mà được tặng một lọ thuốc của Mỹ về siêu lắm. Nhưng mà hãy nhìn họ xem, nếu những loại thuốc đấy làm họ tốt lên thì đã không có hiệu quả. Lòng tham cũng vô cảm, cũng ngu xuẩn thì gây ra một cái sự bất công trong cái thế giới này, phải không? Là nơi thì đói khát, và nơi thì đã thừa cân béo phì, phải không? Nước Mỹ không thêm lắm mà. Những cái cảnh mà chúng ta thấy là quái đản thì nó nhăn nhản trên lần nước Mỹ, phải không? Không còn một cái cảm xúc về vẻ đẹp nào nữa, không còn cảm giác về lòng tự trọng, phải không? Mất hết cả lòng tự trọng. Chúng ta trở nên những kẻ coi như đáng kinh tởm, không biết gì đấy. Cho nên là theo xu hướng tiến hóa thì con người sau một hồi tiến hóa thì bây giờ đã đến lúc là thoái hóa rồi, phải không? Và bây giờ nhờ Coca-Cola, các loại nước ngọt tràn lan trên thế giới, tràn lan được các hiệu, và từ một cái quán nước vỉa hè cũng đầy các loại nước xanh đỏ với loại Bim Bim, với cả các loại thức ăn nhanh, thì con người đang thoái hóa trầm trọng. Phì bây giờ rất giống nhau và không phân biệt nữa. Không những nó giống nhau và nó còn làm người ta liên tưởng đến một cái loài vật. Tại sao bạn thấy không? Khi chúng ta ăn thịt cái con vật đó vào thì chúng ta đã ăn cái thông tin của con vật đó vào. Ăn cái thông tin con vật đó vào. Nếu chúng ta ăn rau củ quả vào thì không có thông tin của con vật đó, và cơ thể chúng ta biến những cái thành phần
nguyên liệu thô đấy biến thành cái gen của chúng ta, biến thành những cái sản phẩm, những cái viên gạch để xây nên cơ xương khớp của chúng ta và ống não của chúng ta. Và nó không lẩn khuất gì bất cứ bóng dáng nào của một cái gen nào của con vật nữa. Nhưng khi chúng ta ăn quá nhiều thịt của con lợn thì chúng ta đã tiếp nhận cái thông tin của con lợn nó vào. Do đó các bạn thử quan sát xem, những cái đứa trẻ béo phì ở Việt Nam bây giờ rất giống nhau. Tức là nó mất cái sự đa dạng rồi và nó rất giống một con vật khác. Tôi có thể kể nhiều bằng chứng khoa học nữa. Bằng chứng này thì một nhà nghiên cứu khoa học đã cho một con sán. Con sán đấy sau khi người ta huấn luyện cho nó một số cái phản xạ có điều kiện, tức là nó đã ghi nhớ vào cái ARN của nó, là một cái cơ chế ghi nhận thông tin ở trong tế bào. Tức là con sán đấy đã học được một số phản xạ có điều kiện, chẳng hạn cho thức ăn vào thì nó làm sao đấy, phải không? Ví dụ thế, rồi gõ vào đâu thì nó bơi lên đấy. Thế sau đấy người ta băm cái con sán ấy ra và cho các con sán khác ăn, thì các con sán khác không cần dạy cũng đã biết được những phản xạ đó. Vậy đúng là khi chúng ta ăn cái thông tin từ một người nào đấy vào, chúng ta ăn cái thông tin đó vào. Thêm một bằng chứng này, các bạn có thể nghe như là chuyện có kinh dị. Những cái người ghép tạng, sau khi được ghép tạng xong thì có những cái giấc mơ không thể hiểu nổi là từ đâu đến. Và rất nhiều người cuối cùng đã cố tìm ra những giấc mơ có nguồn gốc từ đâu, thì cuối cùng đã bác sĩ đã phải thú nhận rằng là những giấc mơ của anh đúng hệt với hoàn cảnh của người trao tặng. Một người sau khi được ghép tim thì mơ về một giấc mơ một căn nhà ở nông thôn và có một vợ và ba đứa con. Anh này chưa lập gia đình, không hiểu sao suốt ngày mơ đến cảnh sống với một vợ và ba đứa con. Thì đến thì bác sĩ đành nói thật ra là người cho tim anh là một người có ba đứa con sống ở vùng quê. Tức là chúng ta ăn một cái gì vào, tiếp nhận bất cứ cái gì vào, thông tin nó đã từng thớ thịt, nó đã ẩn chứa trong đấy rồi. Nó ẩn chứa trong đấy rồi. Cho nên rất kinh khủng. Cho nên các bạn sẽ thấy là gì? Những cái người đồ tể làm nghề giết mổ thịt thì sau dần lúc mới sinh ra họ mặt mũi là một đứa trẻ con đáng dễ thương, phải không? Nhưng sau đấy làm sao? Sau đấy thì mặt mũi họ mà người ta có một câu ví là trông như gì? Trông như đồ tể đó. Mặt mũi hung tợn đó. Rất kinh khủng. Đấy, cái thông tin của từ ngoài vào, nó vào chúng ta, nó biến thành thông tin chúng ta. Cái đấy là chúng ta, một trong cái chúng ta cần phải nhớ, đúng không? Thế còn các bạn bảo là thịt luộc chín rồi các thứ xào xáo kỹ. Không. Tại sao trong một số đám cháy, trong các đám cháy một cái cơ thể mà chưa biết của ai, người ta vẫn phân tích được gì? ADN. Thông tin không bao giờ rời khỏi người đó đâu. Kể cả khi đã bị cháy thành than, không bao giờ rời. Cho nên kể cả những đám cháy thì thui nướng rồi, người ta vẫn biết được người đấy là ai, bởi vì ADN vẫn còn nguyên. Chúng ta ăn tất cả những thông tin đi vào. Thông tin của một con lợn, từ lúc nó nuôi, nó bị bạc đãi ra sao, nó ăn tất cả những chất độc hại ra sao, lúc nó bị giết ra sao, mà nó dẫy ruộng hấp hối ra sao, mà tất cả cái đấy nó đều nằm trong từng thứ thịt. Rất nhiều chất độc, không những nó dẫy ruộng là nó hấp hối cái thông tin đấy vào cái từng thứ thịt của nó, mà lại còn các cái tuyến hormone đó tống rất nhiều chất độc vào dòng máu của nó. Thế mà không những chúng ta ăn thịt của nó mà chúng ta lại còn ăn cái tiết của nó nữa, thì tôi không thể hiểu nổi. Ăn cái máu đầy những chất độc và đầy những cái mầm mống của tội ác, của giết chóc, của bạo lực, của đau khổ chúng ta còn ăn vào. Thế thì không ốm mới là lạ, phải không? Đây là mật mã di truyền thoái hóa từ một anh thanh niên coi như là đẹp đẽ như thế này. Nhưng mà nếu mà ăn fast food và ăn những thứ thực phẩm lung tung vào thì chúng ta sẽ bị mật mã di truyền thay đổi hết. Thế cho nên điều này phản bác lại cái lý thuyết của phương Tây bây giờ cho rằng là mọi thứ đều do gen cả. Tức là nó nhằm bảo vệ nền công nghiệp thực phẩm. Các bạn hãy cố gắng nhìn này, nó nhằm bảo vệ nền công nghiệp thực phẩm. Một người bị tiểu đường thì các nhà gen học sẽ lôi ra bảo có cái mẫu gen này là quy định cho việc tiểu đường. Nhưng khổ của nỗi lúc nó sinh ra thì không có cái mẫu gen đấy. Tức là lúc nó là một đứa trẻ chạy nhảy tung tăng thì không có cái mẫu gen đấy. Nhưng sau này khi nó ăn uống sai thì nó đã làm thay đổi gen và xuất hiện cái mẫu chung cho tất cả những người bị bệnh tiểu đường. Và thế là người ta đổ cho cái gen đấy là gen tiểu đường. Và không, nền công nghiệp thực phẩm này không có lỗi, nó do anh phải bị tiểu đường. Thế thì tại sao không xét nghiệm tất cả những đứa đấy từ hồi trẻ xem nó có cái gen hay không? Không có. Thế rồi các anh thấy mặt mũi chúng ta khác chứ, đúng không? Hồi xưa trông người ngợm đẹp này, bây giờ gen nó thay đổi hết mà. Bởi vì thức ăn làm cho cái gen nó thay đổi, thông tin thay đổi.
Và chúng ta tiếp đến là nước Mỹ đau khổ như nào, thì chúng ta hãy tìm thử xem những người giàu có và nổi tiếng ở Mỹ có thoát khỏi lưỡi hái của tử thần không. Chúng ta hãy xem là đây là xét nghiệm ung thư vú của ông, một trong thành tựu, gọi là thành tựu của Mỹ. Nhưng điều này cũng không cứu được phụ nữ Mỹ. Phụ nữ Mỹ gần như tin chắc rằng mình sẽ sớm muộn sẽ bị ung thư vú. Phụ nữ Mỹ đau khổ lắm, hiện giờ họ luôn sống trong nỗi sợ là sớm muộn thì tôi cũng sẽ bị. Thế tại sao chúng ta không chọn con đường hạnh phúc ngay từ bây giờ để không bao giờ có cái nỗi sợ là tôi sẽ không bao giờ bị ung thư? Tôi ung thư thì còn hết chứ đừng nói là tôi có thể bị ung thư hay không. Thế thì Angelina Jolie, một cô đào nổi tiếng nhất thế giới, giàu nhất thế giới, vinh quang nhất thế giới, phẫu thuật cắt hai ngực để phòng ung thư vú, chưa bị đâu nha. Tại sao lại bất hạnh thế? Giá mà được gặp cô Trâm ở đây mà viết từ dưỡng sinh thì chắc không được thế rồi đó. Tại sao đau khổ thế mà gặp được bà Lý đây thì việc gì phải cắt đi như thế, sao phải tái tạo lại bằng một cái túi silicon? Bởi vì sao lại nhà các nhà khoa học Mỹ gieo coi như là gieo bất hạnh cho dân Mỹ, là ông ta xét nghiệm cái gen của cô này, thấy có một cái gen là sẽ làm cho cô này gần như là sẽ bị ung thư, tức là xác suất bị là 85% là sẽ bị ung thư vú. Cô này thì tin vào cái nền y học đó sợ quá và nghĩ rằng là mình không thoát khỏi cảnh đấy đâu, thế thì cố cắt trước đi là vừa cho nó yên tâm, bởi vì đến lúc mà bị rồi thì có khi lại còn mất cả mạng. Cố sợ như thế, cố sợ rồi đến lúc bị rồi thì có cắt cũng không còn ăn thua nữa, bởi vì lúc đấy nó di căn ra rồi, tức là cố sợ mất mạng đến mức mà cắt cả hai đi. Điều này làm chấn động thế giới và là một tấm gương xấu cho phụ nữ trên toàn thế giới. Báo chí chắc các bạn không quan tâm chuyện này, báo chí hai chiều, một thì nói tung hô cô này dũng cảm, hai thì là nói là đây là tấm gương xấu cho phụ nữ, ai cũng sợ thế, và cuối cùng tất cả đều cắt đi và thay bằng các túi silicone cả, đều là ngược giả cả. Thế thì còn gì là cái thế giới nữa không? Mà tại sao lỗi là do tất cả mấy cái nhà gen học và mấy bác sĩ Mỹ? Và hơn thế nữa, mẹ cô đã chết vì ung thư rồi, lầm làm cho cô gần như là cảm thấy tuyệt vọng. Tức là các bác sĩ cũng hồi, tôi có thể kể lại chuyện như này và tôi nghĩ là nó sẽ đúng như sự thật, hồi mẹ cô bị ung thư các bác sĩ cũng đến bảo chị yên tâm, tôi sẽ chữa cho chị. Nhưng cuối cùng thì cô thấy là kết quả là gì? Mẹ cô vẫn chết vào tầm 50 mấy tuổi. Vậy cô không còn tin vào y học. Mẹ tôi hồi đấy các ông cũng bảo là yên tâm đi, tôi sẽ xử lý được hóa chất, đánh hóa chất vào rồi hóa trị xạ trị là hết, nhưng mà vẫn chết. Vậy tôi không còn tin ông nữa. Bây giờ ông bảo tôi có xu hướng 85%, chết rồi, tôi lại có gen giống mẹ rồi, tôi cứ cắt trước đi. Đau khổ đến thế là cùng. Tiền bạc, danh vọng có giúp được không? Không giúp được. Thế tại sao chúng ta có một con đường hạnh phúc mà chúng ta không đi, mà lại phải đi theo cái vết xe đổ người này, để chờ lúc tai họa đến rồi chúng ta mới chip rốt. Còn ai danh giá và quyền lực hơn ông này nữa? 48 tuổi phát hiện ung thư lần đầu tiên, sau đấy thì cũng cắt bỏ hóa trị xạ trị, và sau đấy thì gần 10 năm sau thì cuối cùng vẫn chết. Như vậy tôi nói với các bạn có thể ra được câu trả lời này, liệu tiền bạc có giúp được không? Thậm chí tiền bạc và sống trong một cái nền y học làm sao mạnh nhất thế giới có sống được không? Không. Nếu như tiền mà mua được thì ông này đã mua rồi, không giúp được gì. Ung thư tuyến tụy của ông. Sau đấy ông làm việc như điên, sau cái lần cắt đầu tiên vào 48 tuổi, làm việc như điên của ông, để lại cho thế giới một di sản gồm những cái iPad, iPhone làm hại người, làm hại không biết bao nhiêu giới trẻ của ông. Để lại một gia sản coi như khổng lồ, thì cuối cùng thì cũng không giúp được chính mình. Và quan trọng hơn là cái đống tiền của ông không thấy ông để lại cho quỹ từ thiện nào cả. Ông này thật là bất hạnh không? Ông này tôi cảm thấy đời của ông là coi như vứt đi. Ngoài cái việc để lại iPad, iPhone làm hỏng hết tinh thần giới trẻ, làm hỏng hết suy kiệt sức khỏe của giới trẻ không? Làm hỏng hết cả về tâm sinh lý của chúng, thì cuối cùng ông mạng sống cũng chẳng được ra gì cả. Thứ hai, bây giờ chúng tôi sẽ cho đến người thứ ba nữa, tôi có thể kể được là tổng phó tổng thống Mỹ Dick Cheney. Phó tổng thống Mỹ Dick Cheney là người khơi nguồn cuộc chiến tranh Iraq, buôn bán vũ khí từ thời chiến tranh Việt Nam, giàu lên nhờ buôn bán vũ khí và phát động cuộc chiến tranh, gọi là bàn tay của ông gọi là ngập máu ấy. Bị tim mạch từ năm 35 tuổi, trải qua 5 lần nhồi máu cơ tim, cả nền y học đấy với hàng triệu đô la của ông không giúp được gì cả.
Và đến năm 75 tuổi thì ông ta sống trong với một trái tim bằng nhựa. Báo cho các bạn như thế. Lại lần nữa các bạn so sánh các bạn là ai và sống trong đất nước nào. Mình có phải phó tổng thống không? Không. Có hàng trăm triệu đô la như của Dick Cheney không? Không. Có sống trong một nền y học mà được coi mạnh nhất thế giới không? Không. Nhưng mà đến năm 75 tuổi sống bằng một trái tim nhựa và gấp rút cần ngay một trái tim khác để ghép vào, bởi vì trái tim nhựa này sẽ chỉ hoạt động có khoảng 10 đến 15 ngày thôi. Và cuối cùng thì ông ta vẫn nhận được một trái tim của một người cho hiến tặng. Và cấy ghép xong rồi, những ông này tất nhiên là phải giàu có mới làm được thế. Tại vì là sống trong căn phòng vô trùng hoàn toàn. Sau khi ghép tạng xong thì phải uống thuốc chống thải ghép, tức là thuốc ức chế miễn dịch. Ức chế miễn dịch thì là không, cơ thể hoàn toàn không chống cự được vi khuẩn đó. Thế là phải sống trong căn phòng vô trùng này, rồi hoạt động cũng phải không phải đi ra ngoài đường mấy. Thế thì chúng ta không phải là con đường đó. Đó. Phó Tổng thống Mỹ hàng trăm triệu đô la nhờ buôn vũ khí. Và cuối cùng thì phải nhờ một trái tim nhựa, sống mất khoảng một tuần nhờ trái tim nhựa. Sau đấy thì được một trái tim ghép. Ông ta có nói rằng tôi cảm ơn cái người mà đã cho tôi trái tim. Tôi không nghĩ thế. Tôi không nghĩ là ông ta không biết người cho trái tim là ai. Tôi nghĩ rằng đặc vụ của Mỹ đã bắt cóc một nông dân khỏe mạnh, một lực điền nào đấy ở Iraq hay là Afghanistan hay là ở Palestine, và bắt cóc giả là một vụ chết, và lấy một trái tim khỏe mạnh đấy dùng chuyên cơ đặc biệt trở về ghép cho ông ta. Bởi vì một người đã giàu như thế, quyền lực như thế, tại sao phải trông chờ một cái sự may rủi là có ai đó bị tai nạn ô tô chết não để nhường cho ông trái tim? Không. Thế thì tiền nó làm gì nữa? Ông ta làm cho tiền phải phục vụ ông ta chứ. Đặc vụ Mỹ thì không khó để làm một vụ một người chết ở Pakistan, ở Afghanistan, ở Liban, rồi Palestine, Iraq, ngày nào chẳng có người chết, hàng trăm người chết. Thì một người chết hoặc mất tích thì ai quan tâm đâu. Và người lực điền khỏe mạnh đấy, ông ta đặt hàng chắc là với CIA, đặt hàng cho tôi một thằng lực điền khỏe mạnh, phải không? Mang trái tim về cho tôi. Chứ lại trông chờ một cái thằng ông già nào đấy bị tai nạn.